Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nghỉ dưỡng tại giáo xứ Thượng Thụy. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Theo tin từ Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ Thượng Thụy vui mừng đón Đức Hồng Y Phêrô. Vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2019, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã đến với giáo xứ Thượng Thụy, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội để nghỉ dưỡng. Cha xứ Phêrô Nguyễn Đức Toản và ban mục vụ trong giáo xứ Thượng Thụy đã có mặt từ rất sớm để đón mừng ngài trong tinh thần cha con kính mến. Cũng trong dịp này, Đức cha Lorenzo và một số linh mục trong giáo hạt chính tòa đã có mặt tại giáo xứ Thượng Thụy để chào đón Đức Hồng Y Phêrô. Mở đầu cho cuộc tiếp đón, cha xứ Phêrô Nguyễn Đức Toản nói: "Chúng con hân hoan chào đón Đức Hồng Y đến đây như gia đình Betania xưa đón Chúa Giêsu. Kính xin Đức Hồng Y coi đây như là nhà của Đức Hồng Y. Chúng con xin kính chúc Đức Hồng Y mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa." Trước thềm năm mới 2019, Đức cha Lorenzo cùng quý cha chúc Tết Đức Hồng Y với tâm tình của những người con thảo kính và bữa cơm huynh đệ cuối năm. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Ngài sức khỏe để Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với Tổng giáo phận chúng ta qua đời sống cầu nguyện mỗi ngày. Được biết, Đức Hồng Y Phêrô đã về Đà Lạt thăm hỏi những người thân sau khi chính thức kết thúc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 1, Ngài đã từ Đà Lạt về giáo xứ Thượng Thụy, nơi có nhà hưu dưỡng và là nơi Ngài đã chọn để sống trong giai đoạn mới của Ngài. Giáo xứ Thượng Thụy xưa có tên là Kẻ Bạc, là một giáo xứ cổ kính nằm dọc theo bờ sông Hồng, từ khu vực Nhật Tân tới Bến Tràm. Toàn bộ giáo xứ gồm 1.901 tín hữu được phân bổ, chính xứ Thượng Thụy 220 tín hữu, giáo họ Văn Phái 859 tín hữu, giáo họ Kitô 108 tín hữu, giáo họ Phú Gia 458 tín hữu và giáo họ Phú Thọ 235 tín hữu. Nhà hưu dưỡng nằm trong khuôn viên của nhà thờ chính xứ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã nghe tin. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô được hồn an sắc mạnh. Ngày xuân xin dâng lên cha, đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha, tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi giờ này đã trời ngàn ước mơ nồng nàn dâng đầy tràn giữa ngày xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên Chúa xuân ơi, xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân thiết tha lời yêu mến tạ. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay cha, với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát muôn hương, có ngày đầy gió sương. Xin trời dìu bước đi miệt mài, êm đềm nhịp sống ngày mai. Ngày
xuân dâng lên là dâng lên. Chúa xuân ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ngày xuân xin dâng lên cha, lúa đang mùa mầm non sắp trổ, bàn tay chung xây muôn nơi ước mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trái chúa đơm hoa cho người hòa tiếng ca, xin trời gọi nắng xa về gần, gian chân nồng ấm tình xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn, thiết tha lời yêu lời kinh của gia đình,
mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin cho thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi giữa cõi đời.